sản phẩm mới của Duy Tâm. Gỗ mà cắt CNC nhé các bạn. Những cái miếng gỗ nhỏ đấy, cắt CNC và ghép vào nhau, nó tạo ra cái bề nổi, bề chìm, bề nổi, bề chìm. Đó, có hoa sen này, có chữ vạn này. Dành riêng cho 30 khách hàng đầu tiên khi mua bàn thờ tại Duy Tâm, được tặng ngay một áng khói, một bộ viền trang trí. Ưu đãi chỉ áp dụng từ ngày 15 tháng 12 tới mùng 5 tháng 1. Chào các bạn đến với kênh Bàn Thờ Duy Tâm. Mình là Duy Bàn Thờ. Hôm nay Duy Bàn Thờ làm clip giới thiệu cho các bạn về một cái mẫu sản phẩm mới của Duy Tâm. Đây là đèn hào quang laser nha các bạn. Đấy, đèn hào quang laser. Thì cái đèn này là nó là có cái họa tiết là chữ vạn nha các bạn. Đèn hào quang laser chữ vạn. Đèn này là khi là chưa có cắm điện. Tí nữa Duy sẽ cắm điện cho các bạn xem sau. Bây giờ Duy giới thiệu qua cho các bạn về cái kích thước, cái thiết kế, cấu tạo của cái đèn này nha. Đèn này á thì nó được làm từ chất liệu là alu vừa tu. Đấy. Nó là nhôm màu gỗ nha các bạn. Còn cái phía mặt đèn này này là nó làm từ cái gỗ mà cắt CNC nha các bạn. Những cái miếng gỗ nhỏ đấy, cắt CNC và ghép vào nhau, nó tạo ra cái bề nổi, bề chìm, bề nổi, bề chìm. Đó, có hoa sen này, có chữ vạn này. Nên rất là đẹp. Đây, mặt sau thì có một cái tấm background bằng nhựa màu vàng để làm nổi bật cái đèn này lên. Và khi mà bật đèn lên á, nó rất là đẹp. Thì Duy sẽ cho các bạn xem bật đèn lên nó sáng như nào nha. Ok các bạn, đó là khi Duy vừa cho các bạn xem là khi mà bật đèn lên để nó sáng. Các bạn cũng đã hình dung được cái đèn này nó sáng lên như nào rồi ha. Để cho các bạn, Duy sẽ cho các bạn xem cái mặt trước, mặt sau của đèn. Đây là mặt trước đèn này. Còn đây là mặt sau đèn này. Đèn được làm từ alu nha các bạn. Hộp đèn được làm từ alu. Đó, đèn thì nó chỉ dài có 5cm thôi các bạn. Các bạn dùng cái đèn này sử dụng cho cái bàn thờ kích thước như là 80cm cho đến 1m rưỡi là sử dụng cái đèn kích thước đường kính 60cm này là ok. Đây các bạn, đó, đường kính đèn này là 60cm nha. Đấy, đèn cũng có dây điện khá là dài nha. Đây dây điện đèn đây. Đó, ok các bạn. Thì đèn bên Duy là bảo hành là 2 năm nha các bạn. Đấy, không có bảo hành 6 tháng, không có bảo hành 1 năm hết. Bảo hành cho các bạn 2 năm luôn. Ok các bạn. Và trong vòng 2 năm nhé, trong vòng 2 năm các bạn sử dụng đèn mà nó bị cháy bóng hay là bị chập cháy thì các bạn đưa qua đây Duy đổi một đổi mới luôn trong vòng 2 năm. Và đèn Duy bảo trì cho các bạn 10 năm. Đấy, không có một cái thương hiệu nào đèn ở trên thị trường có thể bảo trì cho các bạn lên tới 10 năm. Cam kết với điều đấy cho các bạn và Duy đồng hành với các bạn trong suốt quá trình sử dụng. Ok, uy tín luôn nha các bạn. Đó, thì các bạn mà thích cái mẫu đèn này ha, thích cái mẫu đèn mới của Duy Tâm đây, các bạn muốn thỉnh cái đèn này về làm hào quang cho bàn thờ Phật, làm đèn thờ cho bàn thờ gia tiên, có thể liên hệ cho Duy luôn qua hotline Zalo là 0386149178. Và đây là hotline duy nhất của bên Duy. Cửa hàng Duy Tâm là ở 25/17 đường Nguyễn Du, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn muốn đến xem trực tiếp đèn có thể qua cửa hàng luôn, hoặc là các bạn đặt hàng online ở trên website chính thức là banthoduytam.com. Ok nha các bạn. Đó, thì Duy đã giới thiệu cho các bạn xem về cái mẫu đèn mới của bên Duy rồi. Đó, đèn hào quang laser chữ vạn. Ok, thì camera sẽ quay cho các bạn chi tiết một lần nữa để cho các gia chủ xem ha, đèn đẹp như nào. Và các bạn thích thì có thể liên hệ.
Dành riêng cho 30 khách hàng đầu tiên khi mua bàn thờ tại Duy Tâm, được tặng ngay một áng khói, một bộ viền trang trí. Ưu đãi chỉ áp dụng từ ngày 15 tháng 12 tới mùng 5 tháng 1.